Rồi, 242. Đâu nè, xem vào xong rồi. Nhưng mà mai nếu làm được một mình kho có mở cửa đâu mà gì nè. Ai mà kho không mở? Chắc kho vẫn mở chứ. Mở ra ai nè, có người đâu mà mở. Em nghĩ là vẫn mở. Chọc chê. Hết tấm lọ chị nhá. Để nó 300 ml cơ. 242 chị ạ. Ở chuyến ra gì em? Này đút vải từ đâu ấy? Nguồn tất cả ở dưới vậy. Cũng không nguồn từ chỗ nào đâu. Nhưng mà chị ấy đâu nhỉ, để tí nữa còn ấy đằng sau. Là em đi ra đằng sau chẳng hạn để quay trở dạng gần hết chưa thì cô nàng nói ở đây cho không được. Cây này có vẻ đỡ bị căng nguyên nhỉ. Đừng chán. Nhăn ấy nhỉ. Nhăn nhăn lắm thua rồi. Nhăn lắm rồi chị.
Đâu rồi gì? Tự dưng đi. Ê, ấm thế. Chuyên đâu nhỉ? Vào chuyên tôi quay đi này. Tôi sợ nó hỏng hết vải này. Mày nhanh lắm tí nó hỏng vải chứ. Làm được sao rồi chị? Mọi lần chuyên nó quay cái đoạn này nó cũng đẹp đẹp mà. Đẹp thế này là quá đẹp rồi. Hình như nó lại réo về bên đấy ạ.
được ít nào. Hay. Nhanh thế cơ. Em không biết nó nhanh thế đâu. Em vừa mới ra một tí. Một cây thế làm gì còn thời gian. Gần hết chứ thôi. Mới có 172 mét thôi chị ạ. Tầm khoảng 221 mét. Coi như là không đừng cứ quay bình thường đi, cứ quay bình thường. Nấu nhăn này này. Chuyên. Hết phố rồi. Chuyên. Thôi. Đấy, cứ giả vờ là vút vút này để cho nó nhăn, đi ra đằng sau để kiểm tra. Yeah.